Hồng Kông có hay không có lãnh đạo. Khi phong trào biểu tình để phản đối dự luật dẫn độ bùng phát ở Hồng Kông trong tháng 6 năm 2019, truyền thông lê trái đã liên tục ca ngợi chiến thuật phi tập trung hóa, không có người lãnh đạo mà họ cho là điểm mới của phong trào này. Nhưng chiến thuật đó có mới không? Có phản ánh hiện thực đang diễn ra ở Hồng Kông không? Và có đảm bảo tính dân chủ không? Trước khi trả lời câu hỏi này, Ta hãy cùng nhìn lại diễn biến và đặc điểm của đợt biểu tình phản đối dự luật dẫn độ. Về mặt diễn biến, tối ngày 4 tháng 6 năm 2019, khoảng 100.000 người Hồng Kông tham gia buổi thấp nến cầu nguyện để kỷ niệm biến cố Thiên An Môn. Năm nay, hoạt động thường niên này thu hút đông người tham gia hơn bình thường, do đang vào dịp kỷ niệm 30 năm biến cố. Ngày 6 tháng 6, khoảng 3.000 luật sư, công tố viên sinh viên luật và học giả Hồng Kông bắt đầu tuần hành trong im lặng để phản đối dự luật dẫn độ. Ngày Chủ nhật, ngày 9 tháng 6, biểu tình bắt đầu bùng phát. Trong khi cảnh sát nói có 250.000 người biểu tình, ban tổ chức nói con số này là 1 triệu, chiếm 1 phần 7 dân số Hồng Kông. Ngày 12 tháng 6, biểu tình bùng phát thành bạo lực khi cảnh sát bắn đạn hơi cay vào người biểu tình con người biểu tình ném gạch đá, đồ vật vào cảnh sát. Ngày 15 tháng 6, chính quyền Hồng Kông tuyên bố hoãn dự luật, dù trước đó họ khẳng định giữ dự luật và công kích người biểu tình bằng những lời lẽ cứng rắn. Diễn biến này khiến báo chí phương Tây tuyên bố rằng cuộc biểu tình đã thành công. Cùng ngày 15 tháng 6, đảng Demoncito do Joshua Wong tham gia sáng lập tổ chức một cuộc vận động, trình chiếu hình ảnh cảnh sát đăng áp cuộc biểu tình hôm ngày 12 tháng 6, để kêu gọi dân tiếp tục biểu tình ngày Chủ nhật 16 tháng 6. Cảnh sát ước tính có 350.000 người tham gia cuộc biểu tình này, trong khi ban tổ chức nói có 2 triệu. Trưởng đắc khu Hồng Kông Carrie Lam thừa nhận thiếu sót, xin lỗi dư luận vào ngày 16 tháng 6, và thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong được ra tù sớm một tháng vào ngày 17 tháng 6 khiến báo chí phương Tây tiếp tục đưa tin rằng đợt biểu tình đã thành công. Theo mô tả của các nhóm biểu tình Hồng Kông và báo chí phương Tây, thì đợt biểu tình này có ít nhất 3 đặc điểm khác so với phong trào biểu tình ô vàng năm 2014. Thứ nhất, nó thu hút nhiều sự tham Thứ nhất, nó thu hút sự tham gia của nhiều giới trong xã hội. Cụ thể, Ngoài sự tham gia của những người hành nghề luật như nêu ở trên, khoảng 100.000 doanh nghiệp nhỏ tuyên bố đóng cửa một ngày để nhân viên có thời gian tham gia biểu tình. Các công đoàn của nhân viên hàng không, tài xế xe buýt cũng kêu gọi đình công. Thứ hai, các đoàn biểu tình che camera đường phố để giấu danh tính những người tham gia, chứ không công khai như năm 2014. Thứ ba, có ý kiến cho rằng, khác với năm 2014, đợt biểu tình lần này áp dụng chiến thuật phi tập trung hóa không có nhân vật và chính đảng lãnh đạo cụ thể thay vì để một nhân vật hoặc chính đảng lãnh đạo đưa ra kế hoạch cho tất cả mọi người đoàn biểu tình bao gồm nhiều nhóm nhỏ tự quản mỗi nhóm trao đổi trên internet để đi đến kế hoạch hình thức hành động riêng khi biểu tình mỗi nhóm cũng không dựa vào quyết định của người đứng đâu mà hành động theo các bộ quy trình liên lạc làm việc mà họ đã thống nhất với nhau từ trước Tuy nhiên, theo fanpage Phong trào Dù Vàng, Hồng Kông, thì những nhận xét vừa nêu chỉ phản ánh một phần của hiện tượng. Trong thực tế, nhóm nghệ sĩ của Civic Party là lãnh đạo trên thượng tầng của đợt biểu tình này, vì họ vừa phát động biểu tình, vừa là người ra yêu sách và thương lượng. Còn có Civil Human Rights Front là tổ chức đã xin phép biểu tình và lên lịch biểu tình. Ngoài ra, chiến thuật không lãnh đạo cũng khiến dư luận lo ngại rằng khi bạo lực leo thang, sẽ không có những thủ lĩnh kêu gọi người biểu tình rút lui để bảo toàn tính mạng, như tình huống đã xảy ra trong sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Vậy các cuộc biểu tình phi tập trung hóa, không có người lãnh đạo, có mới không? Trong thực tế, cái mắt không có người lãnh đạo từng được gắn cho không ít phong trào biểu tình hình thành trên mạng xã hội trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến nay từ các phong trào mùa xuân Ả Rập, chiến phố quan cho đến biểu tình ô vàng ở Hồng Kông hay ảo vàng ở Pháp. Chẳng hạn, hai bức ảnh sau cho thấy phong trào biểu tình ô vàng năm 2014 từng được mô tả là tự phát, không có người lãnh đạo. Trước đó, VOA tiếng Việt cũng dùng những cụm từ tự phát, không có người lãnh đạo để mô tả các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam trong các năm 2011 và 2012. Dù thông tin sau đó cho thấy, các cuộc biểu tình này phụ thuộc vào ít nhất ba nhóm người là Bộ Xích Việt Nam, Nhật Ký Yêu Nước và No You. Như vậy, cũng từ không có lãnh đạo không mô tả một chiến thuật biểu tình mới. Nó chỉ là cái mát được gán cho nhiều cuộc biểu tình thời mạng xã hội để phục vụ hai mục tiêu. Một là tạo ấn tượng rằng cuộc biểu tình không đến từ các tổ chức hay chính đảng mà đến từ nhân dân. Hai là che giấu danh tính cho những người lãnh đạo thực sự của cuộc biểu tình, như kẻ soạn các quy trình hành động cho đám đông, kẻ soạn yêu sách và đi thương lượng, kẻ phân phối tiền cho các dự án và tổ chức. Trong trường hợp xấu nhất, một cuộc biểu tình không có lãnh đạo sẽ không xuất phát từ nhân dân. Nó chỉ là một cuộc biểu tình mà người tham gia không được bầu lãnh đạo cũng không được giám sát ngân sách. Trường hợp này từng xảy ra với nhóm biểu tình No You ở Việt Nam, nơi các vụ tham nhũng ngân quỹ được ghi nhận khá thường xuyên. Hy vọng nhờ sự hiện diện công khai và tích cực của các tổ chức quan trọng như Civic Party và Civil Human Rights Fund, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông sẽ không rơi vào tình trạng đó.